anh Vinh có nhắn cho tụi mình, bữa nay anh bận rồi, cái clip có được. Anh Vinh bận thì bọn mình quay gửi tới các bạn nha. Ai có ý tưởng gì không? Em, hôm qua em mới đọc được một cái comment rất là dễ thương luôn. Nghe nha. Anh Tony ơi, anh có thể giới thiệu về bản thân, tuổi, sở thích, nhà cửa của các thành viên trong team được không? Dễ thương thiệt. Vậy hôm nay tụi mình làm yêu cầu này đi, tụi bay làm sao? Xin chào các bạn, mình sẽ là người giới thiệu đầu tiên nha. Mình là Tiểu Phương, tên thiệt của mình là Trần Tuyết Phương. Năm nay mình 12 tuổi, mình sinh ngày 12 tháng 11 năm 2009. Các bạn thấy ngày sinh của mình ấn tượng chưa? Sở thích của mình á là vẽ tranh. Tuy mình vẽ không có được đẹp nhưng mà mình rất là hay vẽ luôn. Mời tất cả các bạn tham quan nhà mình nha. Đây thôi, đây là phía trước nhà nè, chỗ cha mẹ mình hay buôn bán này nha. Bây giờ mình sẽ vô trong nhà. Đây là phòng khách chỗ cha mẹ mình hay tiếp khách nè. Đó, cái chỗ này rất là dễ thương luôn, để từ hôm Tết tới bây giờ luôn á. Đi vô đây mình sẽ chỉ cho các bạn coi một thứ rất là đặc biệt luôn nha. Ta ta ta, đó chính là tủ đồ cổ của cha mình. Đó, sưu tập lâu dữ lắm mới được tủ đồ cổ này nha. Thôi, đây là nút bạc của kênh Tiểu Phương Tony TV nè các bạn. Mình rất là yêu quý nó luôn. Đây là phòng ngủ của chị hai mình với lại mình nha. Còn đây là phòng ngủ của cha mẹ mình. Còn đây là phòng bếp nè, bàn ăn nè, chỗ nào của anh chị trong team á thì vô đây sinh hoạt nè, đến lại vui chơi trong đây nữa hết. Chào các bạn, mình là Tiểu Dương, tên thiệt của mình là Nguyễn Phan Ánh Dương. Năm nay mình 14 tuổi, mình sinh ngày 18 tháng 5 năm 2008. Sở thích của mình là đi chơi và ăn uống cùng hội bạn thân. Mà quên nữa, hôm nay cha mẹ mình đi đám cưới rồi, khóa cửa nên mình không có cho các bạn vô xem được. Hẹn các bạn khi khác nha. Chào các bạn, mình tên là Á Tiên, mình tên thật là Cao Khả Hân. Mình sinh ngày 24 tháng 4 năm 2012. Sở thích của mình là nấu ăn, vì mình còn nhỏ cho nên cha mẹ mình không cho nấu. Mình thường lấy bộ chơi nấu ăn ra để thỏa mãn đam mê của mình. Mời các bạn xem mạng mình nha. Chào các bạn, đứa bớt ngôi nhà của Á Tiên nha. Đây là cái phòng khách nè. Đây là phòng ngoại mình đang ngồi xem TV, đúng không mình? Ở chỗ này là cái phòng của bà ngoại mình ngủ. Còn đây là những bức hình mình chụp nhỏ này, các bạn thấy dễ thương không? Còn chỗ này á là chỗ cha mẹ mình ngủ. Đây là chỗ mình ngủ trưa nè. Ở đây là cái nhà bếp, sau này mình sẽ nấu ăn đây luôn. Hết rồi. Theo là mình nè, mình tên là Vũ Hanh, tên thiệt y gan vậy luôn. Mình năm nay đã được 14 tuổi, sinh ngày 17 tháng 8 năm 2008. Sở thích của mình là chơi đá banh, cảnh cảnh là mình đá banh hà. Tiếp theo xin mời các bạn tham quan nhà mình nha. Tiếp theo là tới nhà mình các bạn ơi, nhà mình trồng xài nhiều dữ lắm. Còn đây là bao xài để bao mấy trái xài lại cho sau nó không ăn. Tiếp theo là tới phòng khách. Đây trong đây nè bạn. Đây là bộ bàn ghế cho nhà mình ăn nha bạn. Kế bên đây nè là bộ ngựa để mình ngủ trưa. Tiếp theo là tới phòng ngủ. Đây. Đây là phòng ngủ của cha mẹ mình nha. Ở đây là phòng ngủ của mình không có ngủ trong đây bạn ơi, trong đây nực dữ lắm. Mình ngủ ngoài đây nè cho nó mát. Tới đó là hết rồi bạn ơi. Chào các bạn, mình tên là Tiểu Hùng, tên thật của mình là Hà Chí Hùng. Năm nay mình 14 tuổi, sinh ngày 28 tháng 5 2008. Sở thích của mình là ca hát. Tuy mình hát không có được hay nhưng mình sẽ cố gắng nha. Vì nhà của mình xa lắm nên không có dẫn các bạn đi được đâu, các bạn thông cảm nha. Tới lượt của mình là chị Hảo, chị của mấy đứa này. Mình sinh ngày 18 tháng 4 2005. Mình 16 tuổi, một cái tuổi sắp già rồi. Sở thích của mình là ca hát, mặc dù hát không có hay. Giờ mời mấy bạn xem nhà mình nha. Đây là nhà mình, mời các bạn đi tham quan nha, đi nào. Nhà mình thì kinh doanh cá cảnh được mấy tháng rồi đó, rất là nhiều cá luôn. Mỗi lần mình buồn á là ra đây ngắm cá nha. Còn đây là chiếc xe của cha mình hay chạy nè, các bạn thấy nó đẹp không? Vô phòng khách thôi. Đây là phòng khách. Nhà mình thì đang sửa chữa xa cho nên hẹn các bạn dùm khách nha. Bye bye. Xin chào bạn. Bị tranh của mình là Thành Ngáo, tên thật của mình là Trần Hữu Quân. Mình sinh ngày 19 tháng 7 năm 2006. Và năm nay mình đã được 15 tuổi rồi. Sở thích của mình là đá bóng. Và chiều chiều mình thường đi đá bóng với mấy bọn con trai trong team lắm. Và bây giờ xin mời các bạn đi tham quan nhà mình nha. Đi thôi. Đây chính là nhà của mình và mời các bạn vô tham quan nhà mình nha. Ngoài trước thì mẹ mình làm tóc cho khách nè các bạn. Mẹ mình biết uống, nhuộm, dỗi, mẹ mình giỏi lắm nha các bạn. Còn đây là cái kính. Mỗi khi mình tắm xong mình ra đây mình soi gương, mình nhìn mặt vô kính, mình thấy mình đẹp trai lắm. Còn các bạn thấy sao về mình?
còn đây là chỗ mẹ mình gọi đầu cho khách nè. Mình cũng biết gọi đầu nữa mà mình gọi đầu im lắm nha. Mình chỉ gọi đầu cho mẹ mình thôi, tại vì mình thương mẹ mình lắm. Giờ mời các bạn vô bên trong nha. Đây là góc học tập của mấy anh em mình nè các bạn. Còn đây là gian bếp nè. Ở trên thì nhà mình để đồ cho nha bạn. Thế là xong rồi. Chào bạn, mình là A Ngọc. Tên thật của mình là Trần Anh Ngọc. Mình sinh ngày 4 tháng 3 năm 2008 và sở thích của mình là đá cầu để có một cái đôi chân khỏe mạnh. Và không nói nhiều nữa, mời bạn đi tham quan nhà mình nha. Chào bạn đến với nhà của mình. Đây là cây móng tay trước nhà mình nè. Đó, các bạn thấy có đẹp không? Giờ vô tham quan nhà mình nha. Rồi luôn các bạn ơi, nhà mình khóa cửa rồi. Chắc cha mẹ mình đi về nội, mà nhà nội mình xa lắm. Chắc hẹn các bạn lần sau nha, đừng buồn mình. Chào bạn, mình tên là A Đại, tên thiệt của mình là Nguyễn Tấn Đại. Mình sinh ngày 22 tháng 6 năm 2008. Mình năm nay được 14 tuổi rồi. Mình rất là thích đá banh luôn nha các bạn. Mời các bạn đi tham quan nhà mình. Tiếp theo mời các bạn tham quan nhà của mình. Rồi, mở cửa ra nè. Bật đèn lên cho sáng. Ở đây là phòng khách. À, còn bên đây á là đôi găng tay mình nè các bạn. Mình chưa biết chụp nhưng từ từ mình sẽ tập chụp nha. Ở bên này nè, đó chính là con báo chí rồi. Các bạn thấy xịn sò chưa? Tiếp theo mời các bạn tham quan phòng của mình nha. Đó, đi vô đây nè. Đây là cái phòng của cha mẹ mình. Còn đây là phòng của mình với anh mình. Đó, mở cửa ra. Trời ơi. Còn ở đây nè các bạn. Đây là tấm hình của mình, các bạn thấy đẹp chưa? Còn đây là chiếc giường của mình nè các bạn. Quá trời đã đúng rồi. Rồi, tiếp theo là nhà bếp nha. Rồi. Ở đây là chỗ của gia đình mình ăn cơm nha các bạn. Còn chỗ này là để nấu nướng đồ ăn nè. Nhà mình đến đây hết nha, bye bye các bạn. Tụi mình đã làm theo yêu cầu của các bạn rồi đó. Các bạn nào có ý tưởng hay hãy comment cho bọn mình biết nha. Đừng quên nhấn vào đăng ký, like, chuông để ủng hộ tụi mình. Còn bây giờ thầy bye bye. Xin chào bạn, tên thật của mình là Thành Nháo. Ủa lộn à. Tới lượt của mình tên là Hảo nè. Mình là chị Thảo, chị của mấy đứa này. Một hai. Tới lượt của mình là chị Hảo, chị của mấy đứa này. Mình tên thật là Đỗ Thanh Thảo. Năm nay là mình 16 tuổi. Nói lại cái nè. 3, 2, 1 chơi. Tới lượt của mình là chị Hảo, chị của mấy đứa này. Năm nay mình 16 tuổi. Mình sinh ngày 18 tháng 4 2005. Trời ơi, sếp, sếp. Ok, rồi vô. Chào các bạn, mình tên là Tiểu Hùng. Tên thật của mình là Hà Chí Hùng. Năm nay mình các bạn, mình tên là Tiên, tên thiệt của mình là Cao Khả Hân. Mình sinh ngày 24 tháng 4 năm 2012. Năm 2012. Năm 2012. Ngày 912 hoài. Đây là các bạn của kênh Tiểu Hùng Tony TV nè, mình rất là yêu quý nó luôn. Đây chính là nhà của mình, chào mừng các bạn vô thăm quan nhà mình nha. Ngoài trước thì mẹ mình làm tốt nha. Làm nhóc thấp cho thấp. Rồi luôn. Khóa cửa gọi bạn ơi, chắc cha mẹ mình đi về nội, mà già nội mình xa lắm. Nên mà... Chào các bạn, nó mới ngôi nhà của Tiên nha, đây là cái phòng khách nè. Đây là ông ngoại của bà ngoại. Ông ngoại của bà ngoại. Đây là nhà của mình, giờ mời các bạn vô tham quan nhà mình nha. Ngoài trước thì mẹ mình gọi đầu. Ngoài trước thì mẹ mình làm tốt. Nhà mình ở bên này là cái chỗ. Rồi. Còn đây là con ngựa chiến của mình nha bạn. Đó, quá trời xịn sò luôn. Tiếp theo mà các bạn tham quan nhà. Ủa, mưa mặt phòng của mình. Còn đây là những bức hình mình chụp nhỏ này các bạn, thấy dễ thương không? Thì các bạn nó mới ngôi nhà quá tiên nha. Đây là cái phòng khách nè. Đây là cái chỗ. Nhà mình thì kinh doanh cá cảnh được mấy tháng rồi đó, rất là nhiều cá luôn. Mỗi lần mình buồn á là ra đây ngắm cá nha. Còn đây là cái kính, mỗi khi mình tắm xong các bạn, để mình ra đây mình soi gương, các bạn có thấy mình đẹp trai không? 3, 2, 1 chơi. Rồi, bây giờ mình mời các bạn tham gia đâu lượt.
Rồi. Không có bà ngoại mình. Mới chạy rồi, mới chạy. 3, 2, 1 chơi. Chạy các bạn nó mới có. Còn hồi dữ hả Tiên? Em biết đâu. Máy chạy 3, 2, 1. Tụi mình đã làm theo cậu các bạn. 3, 2, 1. Tụi mình đã làm theo cậu các bạn rồi. Các bạn có ý tưởng nào hay hãy comment cho bọn mình biết nha. Đừng quên nhấn vào đăng ký, like, chuông, ủng hộ team mình. Còn bây giờ thì